Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, nhắc đến ông Bầu Đức. Những người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta không ai là không biết đến ông. Với bóng đá Việt Nam, Bầu Đức cháy một cách trọn vẹn với tình yêu trái bóng của mình bằng cái tâm, cái tầm cho tới tiền bạc. Ông từng khiến cả Đông Nam Á chấn động khi đem ngôi sao số một khu vực Kiatisak và dàn sao Thái Lan sang phục vụ cho Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài việc nâng tầm câu lạc bộ, ông Đức còn luôn ấp ủ sẽ làm sao bóng đá Việt Nam triệt hẳn căn bệnh sợ Thái. Quyết tâm đó thể hiện rõ qua việc ông bỏ tiền hợp tác với GMG khi đó cũng đang phát triển ở Thái Lan và gã khổng lồ Arsenal để xây học viện bóng đá quy mô và bề thế số 1 Việt Nam vào năm 2007. Và khi lứa U19 Việt Nam năm 2014 chưa thể hiện hết tiềm năng của mình, Bầu Đức đã chủ động bay sang Hàn Quốc để chia sẻ giấc mơ và triết lý bóng đá của mình. Và cuối cùng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã được Bầu Đức chốt lại. Để có được chữ ký của ông Park, Bầu Đức đã chấp nhận tất cả các điều khoản. Trong đó, ông sẽ tình nguyện tự bỏ ra tất cả chi phí của hợp đồng cũng như trả hoàn toàn lương cho ông Park trong thời hạn 2 năm. Bản hợp đồng đó và huấn luyện viên Park Hang-seo đó đã mở ra 5 năm hoàng kim thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Từng đóng góp rất nhiều cho bóng đá Việt Nam có những sản phẩm hiện hữu thấy rõ và dễ đo đếm như các cầu thủ, huấn luyện viên và hàng ngàn tỷ đồng bỏ ra, nhưng bầu đức cũng góp sức không ít phát triển khó đo đếm khác như cách thay đổi tư duy đầu tư bóng đá chẳng hạn, nhưng chắc chắn chữ ký của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn sẽ luôn được nhắc đến nhiều nhất. Chuyện tình giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam không chỉ dừng lại ở bộ sưu tập đồ sộ với chức vô địch AFF Cup 2018, hai tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 30 và 31, Á quân U23 châu Á 2018, top 4 ASEAN 2018, tứ kết Asian Cup 2019, lần đầu tiên lọt vào vòng cuối cùng World Cup 2022. Ý nghĩa đặc biệt của mối lương duyên này còn sâu rộng hơn nhiều – từ chỗ là biểu tượng của sự hợp tác hai dân tộc Việt Hàn đến xây dựng triết lý bóng đá và cả văn hóa chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Để rồi 5 năm sau, toàn bộ mọi đội tuyển trẻ của Thái Lan đều không thể thắng được Việt Nam trong năm 2022. Mới đây, bầu Đức cũng đã có những chia sẻ thật tuyệt vời các bạn ạ. Ông nói như thế này, khi huấn luyện viên Park Hang-seo đến, bóng đá Việt Nam đã có một thế hệ cầu thủ tài năng ở nhiều câu lạc bộ Nhờ vậy, ông có cơ hội tuyển chọn, sàng lọc để có được một dàn cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên, ông cũng xây dựng thành công lớp cầu thủ trẻ kế cận cho đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Park Hang-seo là người khi đã đề ra mục tiêu nào thì phải quyết tâm làm cho tới cùng. Nói không quá lời, ông Park đã làm thay đổi diện mạo bóng đá Việt Nam vượt hẳn những đời huấn luyện viên ngoại trước kia. Với tôi, dấu ấn lớn nhất mà ông ấy đã và đang tạo ra chính là sự hun đúc nên tinh thần thi đấu ngoan cường cho học trò. Tinh thần ấy luôn được duy trì qua từng giải đấu, từng cấp độ đội tuyển và cũng từ tinh thần thi đấu quả cảm ấy, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gieo vào lòng các cầu thủ năng khiếu niềm tin và khát vọng vươn lên. Di sản mà ông Park để lại với bóng đá Việt Nam là thách thức không nhỏ cho những người kế nhiệm. Thưa quý vị, bầu Đức nói hoàn toàn chính xác thách thức không nhỏ cho những người kế nhiệm. Vậy hiện tại, huấn luyện viên Philip Chauce đang phải đối mặt với thách thức không hề nhỏ đó. Chứng kiến kết quả, cũng như lối chơi không được mong đợi của đội tuyển Việt Nam vừa qua tại các lượt trận FIFA Days tháng 10, ông Đức không giấu nổi nét đượm buồn và đầy suy tư. Và giờ đây, khi đội tuyển Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn, bầu Đức lại một lần nữa lên tiếng. Lần này thì mục tiêu của ông chính là huấn luyện viên Chauce. Bầu Đức tuyên bố, Ông Jose chỉ giỏi bốc phét thôi, ông ấy không đủ thực lực đưa Việt Nam đi World Cup đâu. Với phát ngôn này, bầu Đức không chỉ muốn chỉ trích huấn luyện viên Philip Jose mà còn muốn gửi cả một thông điệp mạnh mẽ đến VFF. Ông muốn VFF sa thải huấn luyện viên Jose, nhưng liệu VFF có lắng nghe ý kiến của bầu Đức và đưa ra quyết định sa thải huấn luyện viên Jose hay không? Chúng ta phải chờ xem, nhưng một điều chắc chắn Bầu Đức sẽ tiếp tục là một nhân vật chính trong cuộc đại chiến trên báo chí và truyền thông trong thời gian tới. Ngày 16 tháng 11 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn vòng loại World Cup 2026 trên sân của đội tuyển Philippines. Đây là cuộc đọ sức mà thầy trò huấn luyện viên Cho C chịu sức ép phải thắng sau những kết quả không như ý ở loạt trận FIFA Days tháng 10. Tuy nhiên, sức ép có thể đến với đội tuyển Việt Nam từ chính các khán giả chủ nhà. Philippines không phải là quốc gia quá hâm mộ bóng đá, nhưng thành tích khả quan của đội tuyển nữ Philippines ở World Cup 2023 mới đây đã giúp sức hút của môn thể thao vua tại Philippines tăng lên. Trong những diễn biến mới nhất, Liên đoàn bóng đá Philippines đã mở chiến dịch truyền thông mang tên Stand Your Crowd 10K Strong với mong muốn sẽ có ít nhất 10.000 cổ động viên đến sân theo dõi trận đội tuyển Philippines gặp đội tuyển Việt Nam để tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Mitchell Weiss. Trong chiến dịch này, Liên đoàn bóng đá Philippines tuyên bố sẽ có nhiều ưu đãi cho những cổ động viên đặt vé sớm. Những người lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Philippines hy vọng nguồn cổ vũ từ các khán đài sẽ giúp cho đội tuyển Philippines có kết quả tích cực trước đội tuyển Việt Nam nhằm mở đầu hành trình ở vòng loại World Cup 2026 một cách thuận lợi. Trận đấu đội tuyển Philippines gặp đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Rios Memorials với sức chứa gần 13.000 chỗ ngồi đây là sân đấu U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng ở SEA Games 2019. Đội tuyển Việt Nam từ tham vọng World Cup đến thực tế phụ phàng Đội tuyển Việt Nam đặt tham vọng dự World Cup là hợp lý, nhưng thực tế khá phụ phàng cũng không đơn giản với huấn luyện viên Philip C nếu thiếu đi sự kiên trì. Sau thành công của đội tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Park Hang-seo lọt tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, cùng lúc thành tích trong khu vực khá ổn định, bóng đá Việt Nam bắt buộc phải hướng đến mục tiêu cao hơn. Cơ hội càng trở nên khả thi hơn khi FIFA quyết định số đội tham dự World Cup năm 2026 tăng lên thành 48 đội thay vì 32 đội như cũ, trong đó châu Á có 8,5 suất tham dự. Dù tham vọng, nhưng VFF hiểu rằng để góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh không đơn giản và muốn thành công phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, dài hơi hơn so với trước đây. Đây cũng là lý do VFF lựa chọn huấn luyện viên đẳng cấp như ông Philip Chauce nhằm hiện thực hóa kế hoạch World Cup trong tương lai gần khi giải đấu này chính thức nâng số đội tham dự kể từ vòng chung kết diễn ra năm 2026. Nhìn từ thất bại trước ba đội bóng thường xuyên góp mặt, Hàn Quốc hay tiệm cận những tấm vé tham dự World Cup, Trung Quốc Uzbekistan, ai cũng thấy rằng đội tuyển Việt Nam nằm trong số 8 đội mạnh nhất đến vòng chung kết giải đấu lớn nhất hành tinh vào năm 2026 là không đơn giản. Có thể thấy, chất lượng cũng như khả năng chơi bóng của các cầu thủ Việt Nam vẫn chỉ nằm ở tầm trung bình khá tại châu Á. Điều được phản ánh chính xác rõ nhất ở việc chưa cầu thủ Việt Nam nào chơi bóng thành công khi rời Village vào lúc này, nhìn ở góc độ chuyên môn thì dường như chỉ có mình Hoàng Đức đủ khả năng hay vừa sức chơi tại vài giải đấu trong khu vực hoặc châu lục, còn châu Âu chắc chắn không thể. Chất lượng cầu thủ là thế, Village cũng chỉ mới hội nhập theo lịch thi đấu vốn quá quen thuộc với thế giới hay phần lớn quốc gia ở châu Á. Và đáng nói, Village cũng không phải là giải đấu có mức độ cạnh tranh cao. Cùng lúc, số trận cũng khá ít khiến cơ hội dành cho các cầu thủ được chơi bóng cũng ở mức trung bình ở châu Á hoặc thậm chí so với Thái Lan. Có quá nhiều vấn đề nội tại mới đang bắt đầu được giải quyết như việc áp dụng công nghệ va tại Village chẳng hạn. Một cách từ từ nên thực tế VFF cũng không áp chỉ tiêu dự World Cup 2026, quá gay gắt với ông Cho c cũng là vì thế. Những gì mà VFF hay huấn luyện viên Philip Chelsea làm về cơ bản được coi như đang đặt nền móng cho bóng đá Việt Nam một cách dài hơi thay vì nhiệm kỳ vài năm như trước đây. Có nghĩa cần thời gian cho các cầu thủ trẻ trưởng thành, biết khát khao hơn thay vì trông cả vào một thế hệ vốn đã quá đầy đủ thành tích, danh hiệu như hiện tại. Đến được World Cup 2026 chắc chắn là kỳ tích với hiện trạng của bóng đá Việt Nam lúc này. Còn mục tiêu dự World Cup 2030 buộc phải thành công, nhưng muốn thế thì cần phải kiên trì với con đường đã chọn trước đã. Đội tuyển Việt Nam bị đối thủ gây khó tại vòng loại World Cup Theo như thông báo chính thức, trận đấu giữa Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra trên sân vận động Rio Memorial. Đây không phải là sân đấu xa lạ đối với đội bóng áo đỏ, là nơi Việt Nam từng lên ngôi vô địch SEA Games 30-2019. Dù vậy, sân Rio Memorial là sân cỏ nhân tạo, không phải là loại sân ưa thích đối với các cầu thủ Việt Nam. Khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo, tốc độ đi bóng của các cầu thủ sẽ bị đẩy lên nhanh hơn, đòi hỏi đội bóng phải có thời gian để thích nghi. Nếu không có được sự chuẩn bị tốt, thì thầy trò của huấn luyện viên Philip Chelsea sẽ gặp thách thức rất lớn trước đối thủ chủ nhà còn nhớ tại AFF Cup nữ 2022 đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã thất bại trước chủ nhà Philippines ở trên sân Rio Memorial ở bán kết điều này cho thấy các cầu thủ Philippines hiểu rất rõ cách chơi trên sân cỏ nhân tạo về phía đội tuyển Việt Nam chắc chắn thầy trò của huấn luyện viên cho C sẽ phải có những phương án tiền chạm sân kỹ càng để đảm bảo không xảy ra sai sót hay là ảnh hưởng về mặt chuyên môn Tháng 6 năm 2003, đội tuyển Philippines chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Michael Ways vào ghế huấn luyện viên trưởng. Trước đó, chiến lược gia người Đức đã nói lời chia tay với đội tuyển Lào sau thất bại tại SEA Games 32 trên đất nước Campuchia. Trong quá khứ, huấn luyện viên Michael Ways cũng đã từng gắn bó với bóng đá Philippines. Ông thầy người Đức đặt quyết tâm rất lớn cùng với giờ Ancas tại vòng loại World Cup lần này.